phòng giám sát. Tất cả camera của các khu vực đều không phát hiện tung tích của Tiểu Điện Hạ. Các lớp bảo an trong dinh công tước rất nhiều, hắn chỉ dựa vào một mình mà có thể làm được việc này. Hắn có nội ứng. Nhanh chóng gửi tư liệu của Sam cho Cục An ninh, phải điều tra hết tất cả những người có liên quan. Vâng. Có thể biến mất dưới sự giám sát của hệ thống camera, hoặc là bọn họ đã can thiệp vào hệ thống giám sát, hoặc là họ đã lợi dụng điểm mù của camera. Thưa cô, đây là quà của ngài Ma Tây, tặng cho cậu chủ ạ. Được rồi, cảm ơn. Mở. Cảm ơn đồng xu của con, đây là quà đáp lễ của cậu. Nhớ đó, đây là bí mật của chúng ta mà thôi. Đừng có nói cho bất kỳ ai khác, bao gồm cả mẹ của con nữa. Những món này con phải cất giữ cẩn thận. Đợi con lớn rồi, con sẽ biết những thứ này có ý nghĩa là gì. Cậu của con, Ma Tây. Chẳng lẽ nào là... Trong này... Tất cả giấy tờ, từ bất động sản đến giấy thừa kế, đều được viết tên của Cam Đường. Anh ấy đem hết những thứ này tặng cho Tiểu Đường. Anh ấy chắc chắn là có chuyện rồi. À Quyết, anh đi với em một chút. Mùi máu nặng quá. Đối phương lúc đó chắc chắn là muốn lợi dụng cô Sile để bắt Tiểu Đường đi. Nhưng cô Sile phản kháng dữ dội nên hắn đã nổ súng. Em biết là anh không tin anh ấy, nhưng em cũng biết lần này thật sự không phải là anh ấy. Vậy nên đừng lãng phí thời gian trên người của anh ấy nữa. Nhanh chóng tìm Tiểu Đường về, có được không? Anh bảo đảm anh nhất định sẽ mang con bình an quay về. Thằng bé lúc nào cũng đi theo em chịu khổ. Em đáng lẽ phải nên ở bên cạnh thằng bé. Anh biết, anh đều biết, đây không phải là lỗi của em. Tin anh, thằng bé sẽ không có việc gì đâu. Đối phương đã mang Tiểu Đường đi, chắc chắn sẽ để thằng bé an toàn. Vù vù. Không thể. Mình không thể gục xuống được. Loạng choạng. Cô ta ở chỗ đó. Mình không thể bị bọn họ bắt được. Rầm rầm. Á. Té. Mang cô ta lên xe. Đừng để cho cô ta chết. Vâng. Có người mang cô ta đi rồi. Phong tỏa 10 km phạm vi, tất cả mọi phương tiện đều phải lục soát hết. Mang chó nghiệp vụ ra đây. Giấu không được rồi. Là Tiểu Đường. Ngài không cần lo lắng đâu. Tôi ngay lập tức sẽ cho toàn bộ người của mình đi tìm. Công tước và cô Cam đã phong tỏa toàn thành phố rồi. Bọn họ sẽ toàn lực tìm ra thôi. Cũng phải. Chắc chưa tới sáng mai, bọn họ có thể tìm được thằng bé rồi. Có lẽ còn nhanh hơn nữa. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật của ngài đâu. Bác sĩ William đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật đi. Tiên sinh, nhanh chuẩn bị xe, gọi điện thoại cho Jessica, kêu cô ấy tới đây gặp tôi. Tiên sinh, gạch, đã kêu anh không được nói với ngài ấy rồi sao? Tôi cũng có muốn đâu. Đưa bản đồ cho tôi. Dạ. Vị trí của phủ công tước. Không đúng. Phủ công tước đến đây tận 30 cây. Lái xe đến đây nếu nhanh nhất thì mất tầm hơn 20 phút. Thiên Tuyết Anh lúc đó đã bị trúng đạn rồi. Thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ mất một lượng máu lớn. Nếu như là người có thể chất yếu, bị bắn trúng còn có thể chết ngay tại chỗ kia. Ý của ngài là nếu là người tiếp ứng của cô ta, không thể đợi lâu như vậy được. Chờ chỗ xa như vậy mà đón cô ta. Nếu như chuyện tối nay cô ta đã sớm lên kế hoạch, không thể nào mà không có sắp xếp cả. Cô ta cũng không phải là một người ngu ngốc. Vậy nên
người mang Thiên Tuyết Anh đi cũng không phải là đồng đội của cô ta. Những người này có thể là người đã bắt Cam Đường đi. Dựa vào tình hình trước mắt, đối phương có vẻ không mang Thiên Tuyết Anh đi bệnh viện. Bọn họ sẽ không phải để tâm đến sống chết của cô ta. Chuyện này sao có thể được? Chẳng lẽ bọn họ không phải là đồng bọn sao? Bọn họ cũng hy vọng chúng ta nghĩ như vậy đó. Thưa ngài, đã xác nhận rồi, thân phận của Sam là giả. Hắn ta lấy trộm thông tin của người khác, bởi vì bộ ảnh trong cơ sở dữ liệu bị thay thế, nên trước đây chúng tôi mới không phát hiện ra. Một năm trước, Cam Viện ở đâu mình còn không biết, chứ đừng nói chi tới là Tiểu Đường. Nhưng bên kia đã sớm lập ra kế hoạch, điều này cho thấy họ là đang nhắm đến mình. Người này, rốt cuộc là ai? Tiên sinh. Để tôi một mình một lúc. Mình phải nghĩ cho kỹ, đoạn thời gian gần đây, người được lợi nhất có thể là ai? Mẹ! Đây là đâu? Ngoan ngoãn, ngồi yên bên đó đi, hú hồn. Chú! Phản đồ, đồ xấu hổ. À! Phản bội quốc gia của mình mới là phản đồ. Sao ta lại là phản đồ được? Ta là nội gián. Chỉ có cảnh sát và người tốt mới được gọi là nội ứng. Cái loại người xấu xa như chú thì chỉ có thể gọi là gian tế. Ồ, ngài trung tá đã đem người quay lại rồi. Hừng, vậy cậu trông chừng cái thằng nhóc này đi. Tôi đi xem cái. Cậu trông nó cẩn thận đó. Thằng nhóc này rất thông minh, đừng có để bị nó lừa. Vâng. Làm cái gì đó? Còn muốn đi vệ sinh, nhanh lên. Nhưng mà chú cứ nhìn như vậy còn tè không có được. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên. Hừ. Đồng hồ thông minh không thấy nữa. Đang tính lén lút liên hệ với ba và mẹ, e rằng bây giờ phải nghĩ cách khác thôi. Mẹ có nói qua rồi, gặp tình huống như vậy đầu tiên phải coi mình đang ở đâu trước, sau đó tìm cách cầu cứu. Con đói rồi. Đói rồi thì ăn cái này, đừng có nhiều chuyện nữa. Túi mua sắm của siêu thị. Túi mua sắm của siêu thị thường có địa chỉ ở trên đó, chắc bọn họ cũng không đi cái siêu thị nào xa lắc xa lơ nơi này để mua đồ đâu nhỉ. Con không thích ăn bánh mì, có thể đổi không? Bớt giở trò đi, không được. Nhưng chú ơi, trong bánh này có đậu phộng, con sẽ bị dị ứng đó. Bị dị ứng rồi, con sẽ bị xuyễn, không có thuốc con sẽ chết đó. Vậy mọi người bắt con thành công cốc rồi. Hừ, trẻ con đúng là phiền phức mà, mày tự qua đây lấy đi. Thằng nhóc này, thân phận đặc biệt. Nếu thật sự dị ứng rồi, chỉ phiền phức tụi mình mà thôi. Đổi nhanh đi, đừng có mà lề mề nữa. Siêu thị Gia Gia Lạc. Siêu thị Gia Gia Lạc ở chi nhánh ngay ngã tư đường. Đáng tiếc, trong phòng không có điện thoại. Còn có hắn ở đây nữa, cũng không thể thả thư cầu cứu ra ngoài được. Nếu như có thể lấy được cái điện thoại của hắn thì tốt rồi. Ở một phòng khác. Sao lại thành ra như vậy? Không phải tôi đã nói là phải còn sống sao? Lúc chúng tôi bắt được cô ta đã như vậy rồi. Đưa hộp thuốc lại đây. Vâng. Giữ cô ta lại. Vâng, vâng. À, nếu không muốn chết thì đừng động nữa. Giúp cô ta xử lý đi, đừng có để cho cô ta chết. Vâng, hự. Mặt cô ta trắng toát thế kia mà chúng ta lại không có thuốc.
có cần ra ngoài mua thuốc giúp cô ta không? Không phải có một lô thuốc vừa mới đến sao? Vừa hay để cho cô ta thử luôn. Chỉ là một đứa đàn bà mà thôi. Chỉ cần không chết, có thể bàn giao với phía trên là được rồi. Thưa ngài, tôi là Sam đây. Sao rồi? Đứa trẻ đang ở chỗ tôi, mọi thứ đều sắp xếp theo yêu cầu của ngài. Việc này cần phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ bất cứ thông tin nào. Ngài yên tâm đi, tôi đã mang Thiên Tuyết Anh về rồi. Bọn họ sẽ cho rằng đây là kế hoạch của Thiên Tuyết Anh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là bút tích của ngài đâu. Rất tốt, lần này cậu vất vả rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ giao chức tướng quân cho cậu. Cảm ơn tướng quân. Cô Cam, sức khỏe của cô không tốt rồi. Lỡ như lại xảy ra sai lầm gì nữa, ngài công tước sẽ càng lo lắng hơn. Cô giúp tôi điều tra những người gần đây có động tĩnh gì không? À, dạ. Cô Cam, William, tiểu đường thằng bé, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì. Còn về Thiên Tuyết Anh, trước mắt cô ta chưa có liên hệ với ai cả. Còn nữa, cô Cam, Jessica chạy rồi. Tôi đã phái người đi bắt cô ta lại rồi. Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà William, việc tìm kiếm tiểu đường, trọng điểm không phải là đặt ở trên người Matei và Jessica. Vâng. Con à, mẹ nhất định sẽ tìm được anh trai. Tiểu thư, các lịch trình hoạt động của tổng tuyển cử, cô muốn đẩy lùi lại không? Lịch trình? Hủy bỏ đi. Nỗ lực lâu như vậy, mọi thứ chỉ vừa chạy vào đúng đường ray của nó, từ bỏ như vậy. Nhưng bây giờ tiểu đường vẫn đang mất tích, mình không thể để mất thằng bé được. Tuy nhiên, rất không can tâm. Không. Mọi thứ cứ dựa vào kế hoạch mà làm. Nếu như đây là mục đích của bọn họ, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục đích. Nhưng ở đây có anh, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình. Con trai từng nói em là vị tổng thống tuyệt nhất, đừng để thằng bé thất vọng. Tiểu viện, việc ở đây mẹ và ba cũng sẽ giúp. Người của gia tộc Teresa từ trước đến nay không bị người khác ức hiếp, và cũng không có ai dễ dàng bỏ cuộc cả. Ba, mẹ, Hải Luân, sắp xếp máy bay. Vâng, mọi việc vẫn làm theo kế hoạch. Vâng, tiểu thư. Cửa dinh công tước, trên đây là danh sách những người chống đối em, cũng bao gồm những đối thủ trong cuộc tuyển cử. Yên tâm đi, nếu đối phương đã bắt tiểu đường đi thì nhất định là có ý đồ của hắn. Chúng ta có thể tìm ra kẽ hở của hắn. Em chỉ cần lo tốt việc của mình thôi. Ở đây có anh là được rồi. Anh sẽ thông báo tiến trình sự việc cho em. Nhưng mà lần này anh không thể đồng hành cùng em được. Em càng phải cẩn thận hơn đó. Em biết rồi. Chuyện của tiểu đường đều giao cho anh đó. Em phải giữ gìn sức khỏe, đợi tin tức của anh. Trong thư phòng, có điện thoại từ đại sứ quán nước F, tướng quân Patton. Muốn mời ngài đi ăn tối, ngài có đi không? Patton. Tướng quân Patton. Tướng quân Patton. Tướng quân hạng nhất nước F, đã ở trong quân đội nhiều năm và có một đội quân tinh nhuệ ở phía tây nước F. Một tháng trước, ông ta đã tuyên bố mình sẽ tham gia vào lần tranh cử tổng thống này. Vì lý do này, ông ta tích cực đi thăm các nước láng giềng, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo với mục đích tranh cử. Từ tài liệu cho thấy, Sam đã từng trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, chắc chắn có bối cảnh trong quân đội. Mà tướng quân Patton
lại là đối thủ của Cam Viện trong cuộc tranh cử lần này. Liệu chuyện này có phải do hắn ta làm không? Giúp tôi trả lời tướng quân Ba Thân. Cảm ơn lời mời của ông ấy, tôi sẽ tham gia đúng giờ. Ngoài ra, A Cầm, ngài công tước, ngài có gì phân phó? Cậu chuẩn bị một chút, sắp xếp hai người nhân cơ hội đột nhập vào đại sứ quán. Vâng. Nhớ, nhất định phải cẩn thận. Vâng. Mình đang ở đâu đây? Á? Anh là ai? Bỏ tôi ra. Các người là ai? Người của ai? Muốn làm cái gì đó? Không ngờ được, tính của con đàn bà này lại hăng như vậy. Nhưng tôi không tin, có người phụ nữ nào mà tôi làm không được. Á, à, đừng, bỏ tôi ra. Ừ. Bỏ tôi ra. Đừng ồn ào nữa. Vẫn là nên ngoan ngoãn, hưởng thụ đi. Lấy được rồi. Á, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu to tiếng vậy? Cô ta, thế mà lại dám đâm tôi. Các người, rốt cuộc là ai? Sao, cô Thiên Tuyết Anh, không nhớ tôi sao? Nhưng ấn tượng của tôi với cô rất sâu đậm nha. Đại tiểu thư Lạc Khắc. Anh là người bên cạnh của Hoàng Phủ Quyết. Nếu tôi là người của hắn, bây giờ cô còn sống sao? Là anh đã bắt Cam Đường. Cô chỉ cần nhớ, bây giờ cô là tù nhân của tôi. Vậy nên, rốt cuộc anh là ai? Đã rõ, Sam chính là người đã bắt cóc Cam Đường. Cách làm này của hắn, không nghi ngờ gì nữa, hắn là đối thủ của Hoàng Phủ Quyết và Cam Viện. Tôi tên Hạc Điền Do Mỹ, cha tôi là Hạc Điền Nhất Hùng, là thủ lĩnh của bang hội An Nam. 6 năm trước, Cam Viện giết cha của tôi. Tôi lần này là muốn báo thủ cô ta. Lấy bộ đồ lại đây cho tôi. Vâng. Bắt đầu từ bây giờ, cô là người của tôi. Nếu như cô muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho dòng tộc Hạc Điền không còn tồn tại trên trái đất này nữa. Chỉ cần anh không giết tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Ồ, làm gì cũng được. Đúng vậy, vậy thì cô phục vụ tôi chút đi. Xem thử kỹ năng phục vụ đàn ông của cô có đáng để tôi giữ lại cô không? Á, à. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi được hưởng thụ sự phục vụ từ một tiểu thư quý tộc đó. Ha ha, ha ha. Đám đàn ông đó, thật là vui đó. Lặng lẽ. Treo. Cẩn thận. Kẹt, tiếng kêu của cửa. Hết hồn. Quả nhiên là đại tiểu thư. Tiếng kêu thật là mềm mại. Cũng muốn được thử quá đi. Không chú ý đến. À, hình như không nghe thấy. Máy bay nhỏ, căng thẳng. Đi đi. Á, à, cậu hết hồn cái gì hả? Đem thằng nhóc nhét vào vali đi, chuẩn bị rời khỏi đây. Vâng. Đáng ghét. Tôi nhất định sẽ để cho các người trả giá cho những nỗi nhục mà tôi đã chịu đựng. Qua đây. A.
anh tiêm cho tôi thuốc gì đấy? Đương nhiên là thứ làm cô thấy dễ chịu. Tôi không có thích đàn bà hung dữ mà còn càm ràm. Cô vẫn là nên dịu dàng hiểu chuyện thì mới lấy được lòng của tôi. Bé con à, đây là máy bay giấy không ăn được đâu. Đây là máy bay của bạn nhỏ nào? Này, SOS. Xin công tước, alo. Xin chào ngài, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi muốn hỏi một chút, anh là ba của đứa trẻ này sao? Tôi nhặt được một cái máy bay giấy, trên đó viết cầu cứu, nói bản thân đang bị bắt cóc. Thằng bé ở đâu? Trên máy bay giấy ghi gì? Cô đang ở đâu? Trả lời tôi đang ở gần ngã tư đường số 5. Cô ở yên đó, tôi lập tức sẽ qua ngay. Được được. Tòa chung cư này chỉ có ghi chép thuê phòng ở tầng 7, tầng 9, tầng 15. 7012 là nửa năm trước. 7036 là ngày hôm qua mới ký hợp đồng. 9002 là tuần trước. Hai phòng ở tầng 13 lần lượt được thuê vào một tháng trước và một năm trước. Đi 7012 trước. Vâng. Thưa ngài, ở đây có manh mối. Đây là máy bay của tiểu đường. Thưa ngài, phòng khác phát hiện đầu đạn. Giường trong phòng ngủ cũng có nhiều vết máu nữa. Viên đạn này là viên đạn súng của tôi. Xem ra tiểu đường và Thiên Tuyết Anh lúc trước đều ở đây. Nhanh đi điều tra những xe rời khỏi đây gần đây trước. Vâng. Dù ở trong tình huống khó khăn như vậy, tiểu đường cũng nỗ lực để cứu bản thân. Con trai à, con thật sự rất dũng cảm. Ba sẽ nhanh chóng đến cứu con. Trong một tiếng trước, có 4 chiếc xe rời khỏi đây, 2 chiếc xe bình thường, lúc 9 giờ rưỡi và 11 giờ. Xe rác rời khỏi đây 25 phút trước, còn có 1 chiếc chở hành lý rời khỏi nửa tiếng trước. Truy tìm chiếc xe chở hành lý đó. Còn có, lập tức phong tỏa sân bay lại. Không có sự cho phép của tôi, không chiếc nào được khởi hành. Vâng. Vừa mới có một chiếc máy bay cất cánh hả? Lúc nhận được lệnh, chiếc máy bay này đã lên đường băng rồi. Chúng tôi không kịp ngừng. Với lại, đó là máy bay của đoàn ngoại giao. Suy xét đến quan hệ ngoại giao của hai nước, không cách nào cho hạ cánh gấp được. Máy bay của ai? Là tướng quân Patton. Tướng quân Patton, quả nhiên là ông ta. Mượn cái cớ ngoại giao này để bắt cóc tiểu đường, chẳng lẽ là vì cuộc tranh cử? Nhanh chuẩn bị máy bay. Chú ý chiếc máy bay của đoàn ngoại giao, một khi phát hiện hạ cánh, lập tức theo dõi tung tích. Bất kỳ người nào trên máy bay cũng không được bỏ qua. Vâng. Nhìn. Đến giờ diễn thuyết rồi. Quốc gia này là một quốc gia có tài nguyên phong phú. Nào là trữ lượng khoáng sản, đất đai canh tác, vùng biển. Chúng ta không hề thua kém các nước xung quanh. Vậy mà tại sao cuộc sống của nhân dân ta lại khó khăn như vậy? Không có bảo hiểm y tế toàn diện. Không ai muốn vì đất nước mà làm việc chăm chỉ. Cái tình trạng này, tôi muốn thay đổi nó. Là một ả đàn bà trẻ tuổi dựa hơi đàn ông mà thôi. Tôi thật sự không nghĩ nổi mấy thằng ngốc kia tại sao lại thích ả. Thật ra tôi cho rằng tướng quân đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù cô ta có công bố sẽ kết hôn với ngài công tước thì cũng không thể thắng được cuộc bầu cử đâu. Chứ sao nữa, tôi sẽ không để cho cô ta đe dọa đến cuộc bầu chọn của tôi. Tướng quân yên tâm, có đứa trẻ đó ở trong tay chúng ta, cô ta sẽ phải ngoan ngoãn bị chúng ta dắt mũi mà thôi. Ngồi đi, nghe nói cậu còn đem một phần quà tặng cho tôi. Đúng vậy, chỉ cần cô ta một ngày chưa chết. Chúng ta có thể để cô ta chịu hết mọi tiếng xấu. Ha ha, rất tốt, Sam. Đây chính là lý do ta thích cậu đấy. Cậu là đứa giống ta nhất trong mấy đứa con đấy. Vậy khi nào thì ngài chuẩn bị công bố quan hệ của chúng ta? Không gấp, không gấp. Nếu như để Hoàng Phủ Quyết biết cậu là con trai ta, hắn sẽ lập tức cảnh giác ngay. Đợi chúng ta thuận lợi thắng được cuộc bầu cử thì đủ thực lực đối đầu với Hoàng Phủ Quyết rồi. Chúng ta sẽ từng bước thôn tính nước A. Teresa,
Con muốn chúng bị xóa sổ, giống như gia tộc Gula năm đó vậy, tan thành cho bụi. Khi nào thì ngài diệt trừ cô ta? Không gấp, đại cô ta giúp chúng ta tiêu diệt vài đối thủ đã, rồi sau đó hãng ra tay. Tướng quân, vừa nhận được tin tức công tước Teresa nửa tiếng trước, vừa phong tỏa sân bay. Hừ, xem ra hắn đã cảnh giác rồi, tìm nơi nào hạ cánh trước đi. Chúng ta hạ cánh trước, nhanh chóng đi Tây Bắc Bộ. Xem ra, à đàn bà đó, đừng có để cho cô ta làm hỏng chuyện của ta. Có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có tin tức về tiểu đường, nhưng đã tra ra được thân phận của tên vệ sĩ kia. Hắn tên Sam, một năm trước vào phủ công tước, thân phận trước kia là làm giả. Tôi đoán là tướng quân Barton sắp xếp anh ta vào. Khi bắt đầu cuộc đảo chính ở nước F, hắn nhân cơ hội thôn tính lãnh thổ của ba châu lục Tây Bắc. Kẻ này không chỉ muốn làm tổng thống nước F mà còn có tham vọng đối với nước A. Hắn ta là bạn cùng trường với vua Gula à? Không chỉ là bạn cùng trường, còn là bạn học. Xem ra khi đó bọn họ quan hệ không tệ. Quốc vương Gula rất tín nhiệm hắn, cho nên đem binh quyền giao cho hắn. Chỉ tiếc gặp phải người không tốt. Ba tân tướng quân không những không giúp gì được, vào thời khắc mấu chốt thậm chí còn làm loạn. Nếu quân đội của tướng quân Ba Tân phản ứng kịp thời, quân nội dậy sẽ không thể thành công. Nói như vậy, vương triều Gula đảo chính, hắn cũng là một nguyên nhân rất lớn.